Anh là Lê Minh Đoàn, sinh năm 72. Anh thì quê ở Bạc Liêu. Anh đến từ Cần Đước. Hiện tại giờ mình đang làm việc công việc gì anh Đoàn? Anh hiện tại công việc anh bây giờ anh bán shop quần áo 60 sáu mấy thì cũng được. Nói chung là quan trọng là cái hợp tình hợp với nhau. Anh nói chung thì anh không cần giàu hay nghèo hay là già trẻ hay là đẹp xấu gì, là không cần có nhà có cửa hay là công ăn việc làm gì được. Nếu không có ăn việc làm thì về bán ở chung với anh thì bán quần áo đó thì sống cũng được rồi, đâu có cần gì anh đâu đòi hỏi gì cao sang. Bệnh của anh nói chung thì anh thì không hút thuốc đâu, còn nói đối với rượu chè thì uống ít lắm, cỡ chừng lo hay lo là gọi là đi ngủ rồi đó. Điều ăn của anh là quan trọng cái thứ nhất đó, là phải chung thủy, thứ hai là phải thật lòng nha, chung thủy thật lòng thì nói chung đó là nếu mà em nào hoặc chị nào đó, về sống với anh đó thì anh đứa thứ nhất là anh cũng phải chung thủy, anh ra cái điều kiện nào là anh thấy đáp ứng y điều kiện đó, chung thủy phải lo lắng cho vợ con đó, mình lo bằng ăn rồi lo cho vợ con. Hữu Cảnh mến chào cô chú và anh chị, thì hôm nay Hữu Cảnh có nhận được số điện thoại của anh Đoàn và hôm nay anh Đoàn cũng đã đến với chương trình của Hữu Cảnh Hôm Sau Tìm Được Một Nửa Mảnh Ghép Yêu Thương. Thì giờ đây kính mời cô chú và anh chị cùng theo Cảnh để nghe anh Đoàn tâm sự ha. Dạ, em chào anh. Anh chào Hữu Cảnh. Dạ, trước tiên nè, anh giới thiệu về bản thân ha. Năm nay anh được bao nhiêu tuổi và mình đến từ đâu anh Đoàn? Anh là Lê Minh Đoàn, sinh năm 72. Anh thì quê ở Bạc Liêu. Anh đến từ Cần Đước. Cần Đước, Long An á. Dạ. Tính ra năm nay anh Đoàn được 52 tuổi đúng không? Đúng rồi. Rồi, tình trạng nhân của mình sao anh Đoàn? Anh cũng có vợ mà anh ly hôn năm nay khoảng 8 năm rồi. Ly hôn được 8 năm. Dạ, hồi đó mình sống với bà xã được mấy người con nè anh? Có đứa gái mà theo ở với mẹ, còn anh bây giờ là ở mình nên nè. Dạ. À, anh sống mình nên. Vậy là anh không có con muốn bận đúng không? Không, anh không muốn bận đó. Nói chung là anh sống mình nên, không muốn bận. Rồi mình chia tay bà xã cách đây 8 năm. Có tìm hiểu thêm một cô nào nữa không vậy anh Đoàn? Thì cũng có em, nói chung thì cũng tìm hiểu cũng có mà thấy không hợp rồi anh cũng chia tay luôn. Bây giờ anh sống có một mình. Dạ. Rồi hôm nay anh đến với chương trình là mình có để ý chị nào trên kênh của em chưa? Chưa em. Nói chung là quay được cũng bày tỏ bản thân thôi chứ em chưa có để ý. Dạ. Thì mong sau video này anh bày tỏ bản thân, nếu chị em nào cảm thấy có đồng cảm anh thì cứ cho nhau cơ hội ha anh Đoàn. Rồi trước tiên nè, anh kể về công việc của mình ha. Hiện tại giờ mình đang làm việc công việc gì anh Đoàn? Anh hiện tại công việc anh bây giờ anh bán shop quần áo ở Cần Đước. Anh bán có chỉ ông chủ ha, ông chủ shop quần áo ha. À đúng rồi em. Quá ngon. Yeah. Ủa mình bán vậy thu nhập nó ổn không vậy anh? Ổn em, nói chung mình cũng ổn, sống thì cũng khỏe, thoải mái. Dạ. Rồi anh mở cái tiệm shop quần áo đó mình thuê mặt bằng hay là nhà của mình với anh? Thuê mặt bằng em. Mình thuê một tháng được bao nhiêu vậy anh? Tháng khoảng 4 triệu. 4 triệu ha. Dạ. Mình bán đó một ngày nếu mà tính ra vốn là hết là bao được bao nhiêu anh? Tổng vốn đó hả? Dạ, tổng hết. Tổng hết cũng vài trăm đó. À vài trăm ngàn thôi hả? Không có cái vốn ban đầu hay là bán hàng ngày. À mình bán hàng ngày á, một ngày à, ngày cũng được vài triệu được. Vài triệu ha. Wow, anh có thể cho biết ở đó một và một không anh? Cái chuyện đó anh khó nói quá ha. Khó nói. À thôi các qua đi. Cái công việc của mình mà. Chuyện kinh doanh của mình bỏ qua vô đây. Dạ. Nói chung thì cũng mình ngã thì nó lợi nhuận thì nó cho ai cũng biết. Rồi năm nay anh năm nay anh được 52 tuổi thì nhu cầu mình muốn tìm một bạn đời đến với mình tuổi từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu không? Thì nói chung thì tuổi thì chắc cỡ từ 40 đến 60 sáu mấy thì cũng được. Nói chung là quan trọng là mình cái hợp tình hợp với nhau. Anh nói chung thì anh không cần giàu hay nghèo hay là già trẻ hay là đẹp xấu gì, nói chung anh không có quan trọng chuyện đó. Quan trọng thứ nhất là một người thứ nhất thì phải có em yêu cầu là cũng như một người vợ là phải là trung thủy là hàng đầu. Dạ. Thứ hai là phải biết là đối chân xử thế. Thứ ba là phải tin tưởng rồi thương yêu với nhau rồi đùm bọc lẫn nhau. Đó. Anh năm nay 52 tuổi mà anh muốn tìm người hơn tuổi anh sáu mấy anh vẫn chấp nhận hả? Cũng được, không có gì chứ, không quan trọng tuổi tác. Dạ. 60 sáu mấy cũng được, quan trọng là mình hợp nhau là được rồi. 40 60 sáu mấy cũng vẫn được, không có gì chứ.
quan trọng mình hợp với nhau thôi, già trẻ hay là nghèo giàu gì cũng không quan trọng. Dạ. Nói chung là không không cần có nhà có cửa hay là công ăn việc làm gì được. Nếu không có ăn việc làm thì về bán ở chung với anh thì bán quần áo đó thì sống cũng được rồi, đâu có cần gì anh đâu đòi hỏi gì cao sang. Anh cho em biết là điểm mạnh điểm yếu của mình đó. Điểm mạnh của anh nói chung thì anh thì không hút thuốc đâu, còn nói đối với rượu chè thì uống ít lắm, cỡ chừng lo hai lo là gọi là đi ngủ rồi đó, không uống nhiều được ở giờ đó giờ vậy đó. Dạ. Anh thì nói chung thì anh thích kinh doanh buôn bán là anh mê lắm. Đó, chiều, anh thích kinh doanh. Chiều cao và cân nặng của mình được bao nhiêu anh? Anh 1m7 nặng 70kg. 1m7 ha. 70kg. Wow. Anh có nhu cầu mà người đó đến với mình mà chiều cao và cân nặng không? Thì trong nữ thì khoảng chừng 1m55 cũng được rồi. 55 được rồi. Bây giờ tự anh bày tỏ cho em vài câu ha. Bày tỏ về quan điểm tình yêu hôn nhân của anh ha. Tình yêu hôn nhân của anh là quan trọng cái thứ nhất á, là phải chung thủy là anh quan trọng thứ nhất đó. Thứ hai là phải thật lòng nha, chung thủy thật lòng, rồi biết đối nhân xử thế, biết lo làm ăn, biết lo cho gia đình đó. Anh là cái mẫu người là gia đình đó. Anh lo làm ăn lắm chứ anh chơi bời, nói chung là anh không thích đi chơi bời, thích buôn bán kinh doanh, thích làm ăn đó. Anh cần những người cái mẫu người gia đình đó. Sống thấy là chung thủy là cái hàng đầu nhất. Thì nói chung đó là nếu mà em nào hoặc chị nào về sống với anh đó, thì anh nữa thứ nhất là anh cũng phải chung thủy, anh ra cái điều kiện nào là anh thấy đáp ứng y điều kiện đó. Chung thủy phải lo lắng cho vợ con đó, mình lo bằng ăn rồi lo cho vợ con, chứ không có để bỏ bê vợ con, bạc đãi vợ con được. Thứ nhất là anh cũng thương vợ lắm. Yeah. Anh thích thì đi đâu cũng đi hai chồng đó, đi đâu như rảnh rỗi hai chồng buôn bán đồ mua đó, rồi cái ngày gọi chủ nhật cái gì đó mình đi uống cà phê hai chồng đi đâu mình chở nhau đi đó. Anh thích đi đâu rồi đi hai chồng rồi. Đi đâu cũng vậy, gặp đi đám đi tiệc hay là bất cứ đi công việc gì á mà đi chung gì đó là anh thích như vậy. Cái chuyện vợ chồng là phải bày tỏ lẫn nhau, có gì mình phải nói. Ví dụ anh muốn đi đâu em anh đi đó nha, là mình phải đi đâu phải nói cho vợ biết, hoặc mình làm cái gì mình phải bàn với vợ, đồng vợ đồng chồng. Đi sống mà kiểu mà gia trưởng là anh không thích, cũng không thích nên độc đoán độc quyền, mà cái gì cũng phải là góp ý lẫn nhau. Đó, chuyện anh muốn đi sống bình đẳng chứ không có thích cái kiểu mà hiếp đáp này họ anh. Rồi bữa nãy nè anh nói em quê anh đâu nè? Quê anh á thì quê gốc thì Bạc Liêu. Mình có nhà cửa ở dưới đó, có ở dưới thì có ở chung với nhà cửa với quê là ở chung với nhà, chứ mình chưa có nhà riêng ha. Không, mà đó giờ ở chung với nhà thôi. Ở chung với nhà. Rồi anh có đất riêng của anh không? Không, còn ở chung với nhà, còn đất thì ở cũng là ở chung thôi. Ruộng ổn ha. Đó dùng đó giờ làm vuông hết rồi, không còn ruộng nữa. Dạ. Vậy anh cũng phải nói cho của ông già mình thì sau này tất nhiên phải chia cho mình một số rồi. Cũng có đất nền, đất ấy thì cũng có. Dạ. Rồi hai người con của anh là không ở chung anh? Con đứa mà. Con đứa à? Một đứa gái là ở với mẹ. Ở với mẹ, nó theo mẹ, nó ở với mẹ, giờ nó học đại học năm thứ nhất rồi. Có khi nào về thăm anh không? Thì cũng ở gần anh, nó ở Bến Lức gần anh, ở Cần Đước cũng sát bên đó. Dạ, hôm nay anh đến với chương trình của em thì mình có thông qua ý kiến con mình không anh? Không, nói chung anh đi thì cũng không hỏi ý kiến hả chứ, tự quyết định đi rồi. Dạ. Rồi, ok anh, hồi đó mình có giấy tờ hẳn thôi ha. Có chứ, anh có giấy ly hôn đàng hoàng nha. Nó rõ ràng, đi ly hôn đàng hoàng. Có giấy là giấy tờ hẳn thôi đàng hoàng. Nói chung đó là tôi có cái sắp quần áo. Nếu mà chị em nào đó đến với tôi á thì tôi cũng quan tâm và lo lắng, chỉ như là ở cùng làm cùng ăn cùng ở cùng làm, nói chung là mình cũng góp gạo thổi cơm chung cũng được đó, hoặc là có vốn hay là có vốn là chị, nếu mà có vốn chút đỉnh thì càng tốt cũng được, mà không có thì về thì vợ chồng cùng tạo sống thì làm thì sống thôi, chứ thì nói chung là bây giờ thì cũng sống một mình, không vướng bận con cái vậy, sống một mình thôi. Đó. Ta cũng đến với anh bằng hai bàn tay trắng anh có chấp nhận không? Cũng chấp nhận luôn, không nói chung là chỉ cần cái tình nghĩa thôi, không cần một tài sản gì nữa, quan trọng là mình hợp với nhau được. Dạ. Mình hợp với nhau là mình bằng ăn là dễ có tiền lắm, nói chung là chịu nói chung là ở đâu cũng mình sống được, chịu làm ăn là mình chịu khá lên rồi chứ không cần phải. Cái người đó trẻ tuổi mà người ta có con riêng anh chấp nhận đến người ta không anh đâu?
con riêng mà nói chung thì lớn lớn thì được. Con coi cũng được mà lớn lớn thì cũng được, đâu có gì đâu. Vậy thôi bây giờ em sẽ xin tóm tắt câu chuyện gì ha. Anh Đoàn sinh năm 1972, năm nay anh được 52 tuổi. Thì chia tay bà xã cách đây đã 8 năm, ở với bà xã có một người con gái. Thì con của anh Đoàn cũng đã đi theo bà xã của anh rồi. Thì hiện tại giờ anh Đoàn không có con vướng bận nè. Thì hôm nay đến với chương trình Mong Sao Tìm Được Một Nửa Mảnh Ghép Yêu Thương. Video này chị em nào xem qua mà có cảm tình với anh Đoàn đây thì cứ mạnh dạn gọi cho Hữu Cảnh ha. Và công việc của anh Đoàn hiện tại giờ đang là bán xếp quần áo tại ở Cần Đức ha anh. Dạ đúng. Dạ. Rồi anh Đoàn, anh có cho phép em sử dụng hình ảnh của anh để đăng mạng xã hội không? Đồng ý em. Thì anh biết nè, video này em đăng đi thì không bao giờ mà em gỡ xuống được đâu nha anh. Ok, đồng ý. Dạ, Cảnh cũng xin chúc cho cô chú và anh chị trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, em cũng xin chúc cho anh Đoàn sớm tìm được chứng nhân của mình ha. Ừ. Rồi anh còn điều gì mình gửi đến khán giả nữa không anh? Thì muốn gửi em, anh cũng có một lời để gửi đến là mấy anh mấy chị là ai mà muốn kết nối đến với tôi á, thì nói chung thì tôi không sống là thích nghĩ nhất là người chung thủy, lo làm ăn, là biết làm ăn chăm sóc gia đình, là người chung thủy, thích làm ăn chứ không muốn đi ra vui chơi vào để hỏi đi đâu hay đi hai vợ chồng nó ai là có cái sở thích kinh doanh đó làm ăn thì hãy kết nối với tôi đó, mình tìm hiểu với nhau cái nào là nếu mà đúng duyên á thì mình về mình sống chung nhà có cũng bao nhiêu lợi thì gửi đến mấy em như là chân thành như vậy đó, mình rồi người mẫu gia đình đó. Ok thì thôi anh em mình sẽ tạm biệt khán giả ha. Rồi em chào anh ha. Rồi chào anh, chào em Hữu Cảnh.